vào trong khoang cabin là chúng ta phải có đầy đủ những cái tiện nghi, những cái khu vực để chúng ta để đồ, để ví. Vâng, xin chào quý cô bạn. Quý cô bạn đang nhận ra nhân vật trong chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Với hơn 25.000 xe đã được bàn giao tới tay khách hàng kể từ thời điểm ra mắt và luôn luôn nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất của tháng. Quý vị các bạn thấy sao về chiếc Xpander? Tôi nghĩ rằng những con số đó hoàn toàn có thể trả lời cho chúng ta rất rõ ràng rằng đây là một mẫu xe rất phù hợp tại thị trường Việt Nam. Đứng ngay bên cạnh tôi lúc này đang là một chiếc Xpander phiên bản mới, và chúng ta thấy ở phần đầu xe vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta đã có nhiều những cái chi tiết chrome để làm điểm nhấn hơn cho phần đầu xe. Các bạn có thể nhìn thấy rằng nếu như trước đây ở phiên bản tiền nhiệm thì phần lưới tản nhiệt phía trước này được làm điểm nhấn bởi chính là cái logo của Mitsubishi và ba đường nằm ngang được sơn màu đen. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng ở đây sẽ có được thêm những cái sự kết hợp của những cái đường chrome. Và ở phần đèn phía trước thì vẫn là cái kiểu thiết kế như vậy, đèn LED định vị ban ngày ở phía trên, đèn pha ở phía dưới như thế này làm tách biệt ra. Hiện tại bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy cái chi tiết rửa đèn pha ở đây, nhưng mà cụm đèn pha này đã được trang bị lên toàn bộ là công nghệ LED rồi, chỉ còn duy nhất bóng đèn xi nhan là bóng halogen và đèn sương mù ở phía dưới đây. Thực tế thì các bạn có những cái cảm nhận như thế nào về thiết kế phần đầu xe của chiếc Mitsubishi Xpander này? Mitsubishi Xpander 2020 có kích thước tổng thể là 4.475mm chiều dài, chiều rộng là 1.750mm và chiều cao là 1.730mm. Gầm xe có khoảng sáng là 205mm và bán kính quay vòng của xe nhỏ hơn 5,2m. Và chúng ta sẽ cùng tiến tiếp sang bên ngang hông. Bên ngang hông thì tôi đánh giá rất nhiều những cái điểm cộng dành cho chiếc xe này. Nếu như để so sánh, để ví thì tôi sẽ ví rằng chiếc Xpander này thực sự như một vận động viên thể hình vậy. Bởi vì ngoài cái khuôn mặt, cái diện mạo phía trước nó có phần gân guốc, thì ở bên ngang các bạn thấy này, rất nhiều những cái nếp gấp tạo ra những cái mảng khối rõ ràng ở bên ngang hông. Từ những cái đường gân dập sâu vào bên trong ở phần thân cho tới những cái phần ốp gồ lên ở phần trên hốc bánh. Đó, những cái chi tiết này giúp cho chiếc xe này tạo ra một cái vẻ uy lực khi mà di chuyển ở trên đường. Đặc biệt hơn là khi chúng ta liên tưởng tới đây là một chiếc MPV. Thực tế thì những mẫu MPV là những mẫu xe rất là đa dụng, rất là thực dụng. Nhưng đối với Xpander thì chúng ta lại có cả được những cái chất thể thao khỏe mạnh và cơ bắp. Nếu như ở thị trường nước ngoài, à không, thật sự là ở thị trường Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nếu như các bạn là những người yêu những cái cung đường, yêu những cái chuyến đi nghỉ cuối tuần với gia đình, thêm phần giá nóc và thêm những cái phụ kiện ở bên trên, chất xe đạp, chất đồ, chất thuyền, chất xuồng, chất sắp lên trên nóc. Một cái thiết kế gương to. Nếu chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy rằng đây nó sẽ là một cái điểm nhấn với cái phần ốp chrome ở đây. Nhưng mà đây sẽ là một cái điểm hay này các bạn này. Đây nhá, một chiếc MPV với giá bán chỉ nhìn hơn 600 triệu thôi mà chúng ta được trang bị nút lock và unlock ở ngay trên tay nắm cửa này. Và khi mà chúng ta lock, unlock thì gương cũng được đóng mở theo cái tính năng đó. Như vậy thì sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn rất nhiều khi mà các bạn đi ra khỏi xe, các bạn bước đi vài bước rồi đãng trí quên không biết là chúng ta đã khóa cửa hay chưa, quay lại nhìn gương cụp, vậy là chúng ta yên tâm. Cá nhân tôi thì tôi cảm nhận rằng với những cái bộ la răng của Mitsubishi ấy, thì nó đi theo một cái thiên hướng nó thể thao thực sự. Nó không làm tôi thất vọng một chút nào cả. Mặc dù đây chỉ là một bộ la răng 16 inch thôi, so với cả một chiếc xe có chiều dài trục cơ sở lên tới khoảng hơn 2m7. Những cái chi tiết như là phần ốp của cản dưới như thế này đây. Mặc dù không phải khe gió thể thao đâu, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được cái hơi hướng thể thao ở phần đuôi xe, phải không ạ? Nếu như chúng ta sử dụng full cả ba hàng ghế cho những chuyến đi nhiều người thì các bạn có thể thấy rằng ở phần này chúng ta sẽ để được khoảng 3 cái vali cỡ cabin khoảng size 24. Và ở phía dưới đây thì với những anh em nào có những cái đồ mà muốn kín kín một chút thì các bạn vẫn có 3 hộc để đồ rất rộng ở đây. Rất nhiều người, rất nhiều bác chủ xe mà tôi biết sử dụng Xpander là tháo cái phần khay ở phía dưới ra để tăng cái dung tích để đồ ở đây.
rất đáng kể đấy các bạn. Này, sàn phẳng như thế này chúng ta kéo vali nặng ra cũng dễ dàng hơn. Và đương nhiên rồi, Xpander thì chúng ta vẫn có cái hệ thống camera lùi ở phía sau. Hơi đáng tiếc một chút khi chưa có cảm biến. Nếu như các bạn nhìn kỹ vào một chút, ngoài cái phần cánh gió thể thao phía sau tích hợp đèn phanh ở đây, thì Xpander phiên bản mới này đã được trang bị vây cá. Đó. Cái này cũng sẽ là cái anten của radio luôn. Mitsubishi Xpander 2020, một mẫu xe được trang bị các thiết bị an toàn khá là hiện đại và giúp hạn chế tối đa các tình huống rủi ro và bảo vệ các bạn trên mọi hành trình. Hệ thống phanh an toàn ABS EBD là hệ thống chống bó cứng phanh kết hợp phân phối lực phanh điện tử, là hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ASC, là hệ thống tăng tính ổn định và giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn trong các tình huống khi xe đang vận hành. Tiếp theo, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL giúp tăng sự ổn định của xe và kiểm soát xe tốt hơn trên địa hình trơn trượt. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống phát ra những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm khi phanh đột ngột nhằm đảm bảo cho những người xung quanh có thể sớm phát hiện được. Bước vào trong khoang cabin, mời các bạn. Cái điểm đầu tiên mà có lẽ tôi sẽ phải chia sẻ ngay khi mà bước vào đây, chúng ta có thể thấy rằng toàn bộ phần ghế ở trong xe bây giờ đã được bọc hết là da rồi các bạn ạ, da tối màu luôn. Thực sự thì ở Xpander thế hệ tiền nhiệm được sử dụng nỉ màu sáng, nó là một trong những cái điểm rất tốt ở trong khoang nội thất, khiến cho chúng ta có một khoang nội thất nhìn nó rộng rãi, nó thoáng đãng hơn. Nhưng tại thị trường Việt Nam thì tôi cảm nhận rằng nó chưa hợp lý lắm. Bây giờ ở đây chúng ta có gì? Vâng, đây, ghế bọc da. Da sờ thì không thể nào đòi hỏi một cái chất liệu da sờ quá sướng tay ở trên những cái mẫu xe có cái giá bán loanh quanh khoảng hơn 600 triệu như thế này được. Các bạn có thể tiến sâu hơn một chút vào trong này, tôi sẽ đề nổ chiếc xe này lên. Khối động cơ vẫn giữ khối động cơ cũ nhé. Thông số lát nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Đây, đây chính là cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói tới. Hệ thống màn hình mới được nâng cấp lên là 7 inch, có cảm ứng, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, rồi chúng ta có thể kết nối USB các thứ rất là đầy đủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm luôn cái điểm này. Chúng ta sẽ cùng kết nối Apple CarPlay xem sao. Tôi đánh giá khá cao cái màn hình mới này bởi vì nó có cái giao diện dễ sử dụng hơn này, cái chất lượng của màn hình nó tốt hơn này, và chúng ta có Apple CarPlay, có Android Auto để các bạn có thể trải nghiệm những cái mà các bạn muốn kết nối với điện thoại. Đây, ở tôi thì tôi có cả Podcast app này, Spotify này, rồi ngay cả Zoom, Google Maps, tất cả mọi thứ chúng ta đều có đầy đủ ở đây hết. Chúng ta có một cái phần ốp mới, đây, giả vân carbon các bạn ạ. Nhìn nó cũng hấp dẫn hơn so với cả cái phần giả vân gỗ trước đây. Bởi vì với một mẫu xe như Xpander thì tôi thấy rằng nó thiên về cái hướng khỏe mạnh, thể thao, lực sĩ hơn. Các bạn cứ nhìn vào những cái chi tiết đường gân ở bên ngoài là các bạn sẽ thấy. Và tiến vào khoang bên trong nội thất cũng vậy, cũng là rất nhiều những cái đường gân, những cái nếp gấp, tạo ra một cái tính cách khá là mạnh mẽ dành cho chiếc xe này. Đây, rất nhiều vị trí để đồ, tôi có thể để điện thoại ở đây. Một cái mẫu xe đi theo cái thiên hướng nó thực dụng, và người Nhật thì họ có một cái từ là omotenashi, đấy, sự hiếu khách. Nên là vào trong khoang cabin là chúng ta phải có đầy đủ những cái tiện nghi, những cái khu vực để chúng ta để đồ, để ví, rồi những cái hộp để chúng ta để chai nước. Các bạn có thể nhìn ngay sang bên cánh cửa, chúng ta có tới 3 cái vị trí để chai nước ở đây. Có cả chỗ để chúng ta để những chai nước to như ở phần này. Rồi quay lại vào phần bệ trung tâm ở phía giữa thì chúng ta cũng sẽ có hai cái vị trí để chai cốc nước ở đây. Rất nhiều những cái vị trí để đồ. Hơi đáng tiếc một chút, mẫu xe này vẫn chưa được trang bị bệ tỉ tay trung tâm ở đây. Chúng ta sẽ chỉ có cái phần như thế này gạt ra để đồ. Và đây các bạn nhìn, tôi có thể để những chiếc ví to như thế này, rất là sâu lỏng. Một cái vô lăng thiết kế 3 chấu có cái thiên hướng thể thao. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Tất cả cái nút bấm nhé. Chúng ta cảm nhận, chúng ta sờ vào đây, chúng ta chạm mà chúng ta thấy nó rất là dễ chịu, rất là vừa vặn, phải không ạ? Ngoài ra thì cái việc vô lăng bọc da như thế này, chúng ta cầm nắm chúng ta cũng cảm thấy rằng nó khá là thích tay. Để tôi kiểm tra xem nào. Vô lăng thò thụt đẩy lên đẩy xuống bốn hướng đầy đủ luôn. Nhưng mà chúng ta lại phải chỉnh bằng cơm. Đấy. Chưa có lễ chuyển số.
Với mẫu xe như Mitsubishi Xpander sở hữu cái khối động cơ khoảng 1.5 lít ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng cái việc mà chúng ta vận hành ở trên đường trường rất là ok. Nhưng mà khi đường đèo núi thì sao? Sẽ có những cái video đánh giá ở ngày sau, các bạn hãy chờ nhé. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của Auto Ely để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tiếp tục cái phiên bản mới của Mitsubishi Xpander. Với những cái mẫu xe mà chúng ta sử dụng, chúng ta cần cái sự bền bỉ theo 5 tháng ấy, đi mãi mà nó không hỏng ấy. Đặc biệt là những mẫu xe Nhật ấy, thì những cái chi tiết như thế này tôi hứa với các bạn rằng các bạn có xoay đi xoay lại hàng nghìn, hàng vạn, cái hàng tỷ lần nó cũng không hỏng được. Chỉ là nó chưa được đẹp mắt mà thôi. Có lẽ tôi sẽ làm luôn cái hành động như thế này để các bạn thấy được rằng cái độ rộng của hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Xpander. Chúng ta có thể di chuyển khá là dễ dàng qua đây phải không ạ? Một người cao 1m75 và nặng tới khoảng 75kg như tôi thì cái việc mà để di chuyển ở trong một không gian nhỏ của mẫu xe thì nó không hề dễ dàng một chút nào. Chiếc xe này thì vẫn được giữ nguyên cái kiểu thiết kế ghế, chúng ta có thể trượt lên trượt xuống để dễ dàng mở thêm cái không gian cho hàng ghế thứ ba. Tôi thì tôi sẽ để một cái ngưỡng mà tôi ngồi cảm thấy rất là thoải mái nhé, để chúng ta lát chúng ta sẽ cùng tiến tới hàng ghế thứ ba. Đây. Đấy. À, vẫn chỉ là một cái thao tác rất là nhẹ nhàng như vậy thôi là chúng ta đã tạo ra được một cái không gian khá thoải mái để có thể tiến vào hàng ghế thứ ba. Đây. Tôi sẽ vào luôn hàng ghế này. Là một mẫu xe đến từ Nhật Bản, không gian nội thất khá là thoáng thì Xpander vẫn cho tôi một cái vị trí ngồi rất ok ở đây. Mặc dù có thể nói rằng không quá thoải mái đâu, không thể nào mà quá thoải mái được với một chiếc MPV mà có thân hình nhỏ như thế này. Chúng ta di chuyển trong phố, cái việc mà bán kính quay đầu của chiếc xe này chỉ khoảng 5,2 mét, nó tương đương với cả những cái mẫu sedan hạng B các bạn ạ. Rất dễ dàng ở trong phố, rất dễ dàng để xoay chuyển. Đối với phiên bản mới, mẫu xe này tiếp tục được trang bị khối động cơ Mivec dung tích 1.5 lít giúp xe vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Và cuối cùng, trước tiên kết thúc clip thì tôi xin hứa các bạn rằng Team Auto Ely sẽ có cái video đánh giá chi tiết nhất về chiếc Mitsubishi Xpander 2020 sớm nhất để gửi tới quý các bạn. Còn quý các bạn thấy sao về chiếc xe này ạ? Để lại comment ngay phía dưới nữa các bạn nhé. Và tôi xin chia sẻ luôn về giá bán của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2020. Thực ra là sẽ có cái điều chỉnh mức giá bán một chút lên con số 630 triệu. Nhưng tại thời điểm ra mắt bây giờ trong khoảng thời gian này thì Mitsubishi Việt Nam sẽ quyết định hỗ trợ 10 triệu để cho quý các bạn. Đấy. Thì quý bạn sẽ có con số chi trả cho chiếc xe này là 620 triệu bằng với cả Mitsubishi Xpander thế hệ tiền nhiệm. Và tính tới thời điểm hiện tại bây giờ thì Mitsubishi Việt Nam hiện tại mới đang công bố giá bán của chiếc Xpander phiên bản hộp số tự động 4 cấp mà thôi. Còn tới đây có lẽ sẽ có cả phiên bản số sàn nữa, thì chúng tôi sẽ gửi tới quý các bạn những cái bài đánh giá sớm nhất có thể nhá. Quý các bạn hãy để lại những comment của mình ngay phía dưới video và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Ely để chúng ta cùng nhau chia sẻ trải nghiệm nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.